Trấn Thành chua xót thừa nhận rất sợ đi mua sắm với Harry Won vì lý do này. Có thể nói sau kết hôn với Trấn Thành thì gu thời trang của Harry Won thay đổi hoàn toàn. Đây cũng chính là trong những điều khiến nam MC phải lo sợ mỗi khi đi mua sắm cùng vợ. Trấn Thành Harry Won là cặp vợ chồng thu hút sự chú ý của dư luận trong showbiz Việt từ lúc yêu nhau cho đến kết hôn. Từ khi công khai tình cảm, cả hai nhận phải nhiều gạch đá từ dư luận, nhưng họ vẫn bất chấp để tiến đến hôn nhân. Sau 2 năm kết hôn, vợ chồng Trấn Thành đã có một hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào. Bên cạnh đó, một điều khiến mọi người dễ nhận thấy nhất chính là vẻ bề ngoài của Harry thay đổi theo năm tháng. Cô ngày càng xinh đẹp hơn, vóc dáng thon gọn hơn rất nhiều. Theo đó, hình ảnh của nữ ca sĩ đẹp hơn chính nhờ vào sự tư vấn của ông xã. Đồng thời, ngay cả phần trang phục của cô cũng chịu đầu tư chỉnh chu và chịu xài hàng hiệu. Mới đây nhất, Trấn Thành khiến mọi người bất ngờ khi chia sẻ về nỗi lo mà mình mỗi khi đi mua sắm với bà xã. Trong một chương trình, nam MC tâm sự với các nghệ sĩ rằng bản thân anh rất sợ đi mua sắm với Harry Won cũng chỉ vì lý do trả tiền. Theo anh, hễ mỗi lần đi cùng đàn ông thì phụ nữ sẽ mặc sức mua đồ không kiểm soát. Hoàn toàn tán thành với Trấn Thành, đạo diễn Đức Thịnh cũng chia sẻ kinh nghiệm đau thương không kém khi anh thường xuyên bị vợ rủ rê đi mua sắm một tuần đến 4-5 lần, gây ra kiệt quệ tài chính lẫn sức lực của mình. Chia sẻ của anh nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Bởi lẽ từ khi cưới vợ, anh không được chủ động giữ tiền bạc. Mỗi ngày anh chỉ được Harry Won cho 2 triệu tiền xài. Đối với anh, đây là con số ít, lại phải còn chi trả mỗi lần vợ đi mua sắm.